Tài tử Marvel gặp bất lợi ở phiên tòa xét xử vụ đánh bạn gái. Phán quyết ban đầu của phiên tòa hình sự chống lại nam diễn viên Jonathan Major đã được đưa ra vào ngày 4 tháng 12. Anh bị buộc tội hành hung bạn gái cũ của mình. Mặc áo khoác dài và đội mũ nồi, Major xuất hiện tại tòa án hình sự thành phố New York vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 4 tháng 12. Lúc 10 giờ 5 phút, anh bước vào phòng xử án ở khu hạ Manhattan, cầm trên tay cuốn kinh thánh nam diễn viên chào đón bạn bè và gia đình, trong đó có bạn gái mới Megan Good, bằng một nụ hôn lên má. Tài tử Marvel gặp bất lợi ở phiên tòa xét xử vụ đánh bạn gái. Jonathan Majors, người từng được tham gia trong các bộ phim nổi tiếng như Unmanned and the Watch, Quantumania và Creed 3 của Marvel, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 3 vì cáo buộc hành hung bạn gái cũ là Grace Jabari. Anh không nhận tội và đối diện với ba cáo buộc gồm hành hung nhẹ, quấy rối và quấy rối nghiêm trọng. Cáo buộc bóc cổ đã bị bãi bỏ. Nếu kết án thì anh có thể phải đối mặt với án tù một năm. Công tố viên Michael Perez bắt đầu phiên tòa bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về sự kiện dẫn đến bắt giữ Majors. Vào ngày 25 tháng 3, sau khi tham gia bữa tiệc ở Brooklyn, Majors và bạn gái cũ Jabari bắt chuyến xe riêng về căn hộ ở Chelsea. Majors và bạn gái cũ Jabari bắt chuyến xe riêng về căn hộ ở Chelsea. Cặp đôi gặp nhau trên trường quay vào năm 2021, sau một thời gian yêu nhau, họ thậm chí đã thảo luận về hôn nhân và con cái. Công tố viên Perez mô tả một sự cố xảy ra khi Jabari đọc tin nhắn trên điện thoại của Majors từ một người phụ nữ có tên Cleopatra. Tin nhắn có nội dung: "Ước gì em được hôn anh ngay bây giờ." Jabari lấy điện thoại để kiểm tra và Perez khẳng định rằng Majors bắt đầu hành động bạo lực, cố gắng lấy điện thoại và gây thương tích cho Jabari. Luật sư bảo chữa Majors là Priya Chaudhry phản đối và cáo buộc rằng Jabari mới là người hành hung Majors, xe áo vào túi của anh bằng tay không. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần với lời khai của Jabari và những người liên quan đến vụ án. Các bên sẽ đề cập đến thời kỳ trước đêm xảy ra vụ ẩu đà, khi mối quan hệ giữa Majors và Jabari bắt đầu dạn nứt. Trước đó, công tố viên Perez cho biết khoảng thời gian ngọt ngào mới yêu của họ đang dần biến mất và mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ anh chỉ ra rằng sau nhiều tháng con người thật của majors bắt đầu bộc lộ và majors từng đe dọa tự tử để kiểm soát hành động của mình